nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni kính chào các quý đạo hữu kính thưa các quý đạo hữu hôm nay chúng ta có tụng bài kinh kinh chuyển pháp luân trích soạn ở trong kinh tương ưng bộ do hòa thượng thích minh châu dịch việt tập 5 thiên đại phẩm chương 7 tương ưng sự thật kính thưa các quý đạo hữu bài kinh này thì chúng ta được chia ra làm hai buổi thiền quán, cho nên tâm chiếu hoàn quán xin được chia cái bài kinh này ra làm hai phần để chia sẻ với các quý đạo hữu chúng ta. Phần thứ nhất của ngày hôm nay chúng ta cần phải thiền quán đó là chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược qua về con đường trung đạo mà Đức Phật đã nói đến ở đây trong bài kinh tâm chiếu hoàn quán sơ lược một chút ở phần đầu đức phật dạy có hai cực đoan mà bậc xuất gia phải tránh đức phật dạy cho năm anh em ông cửu trần như là khi đức phật chuyển pháp luân đầu tiên là đến cho năm anh em ông cửu trần như kinh dạy một là say đắm trong các dục hạ liệt đê tiện phàm phu không xứng bậc thánh, không liên hệ đến mục đích. Ở đây Đức Phật nhắm tới cái đối tượng để mà dạy, đó là dạy cho người xuất gia. Thì người xuất gia mà say đắm trong các dục thì có ngũ dục đấy. Tài sắc danh thực thùy ấy. Nếu như người xuất gia mà lại không có cái lý tưởng xa lìa đoạn tận các dục mà lại còn say đắm trong các dục thì như vậy Đức Phật gọi đó là hạ liệt, đó là đê tiện, đó là phàm phu, không xứng với bậc thánh, không liên hệ đến mục đích. tức là nếu mà người xuất gia mà tu tập như thế thì tất cả các cái hành động đó là không liên hệ đến mục đích được chứng thánh quả giải thoát. đấy người xuất gia này như thế. còn cái phương diện thứ hai mà Đức Phật gọi là cực đoan phải tránh. Đó là tự hành khổ mình, khổ đau, không xứng bậc thánh, không liên hệ đến mục đích. Tức là cái lối tu hành khổ hạnh không đưa đến giải thoát. Tại vì khi trước cái Đức Phật là có đi tu theo ngoại đạo đấy, thì có tu ở rừng khổ hạnh lâm cùng với năm anh em ông Cửu Trần Như lúc bấy giờ thì do cái tư tưởng sai lầm là cái thân này là hoàn toàn có tội tức là cái thân này mới là có tội cho nên là cứ nếu đánh chết được cái thân này nhẫn mà chết được cái thân này coi như là thoát hết tội cho nên hàng ngày là dùng dây dùng cây đánh vào người mình rất là nhiều và ăn uống thì làm sao đấy ăn phải có lần ăn đến một hạt vừng một ngày thôi Thế có những cái lần thì mình chỉ quy định cho mình là ăn một lắm cơm nhỏ bằng quả trứng ấy, một ngày thôi nghĩ rằng như thế để cho cái thân này nó biết khổ và vì khổ như thế là sẽ chứng được đạo thì cái đó là không đúng với lại cái sự thật chứng đạo sự thật đấy là khổ hạnh cực đoan tại vì đức phật chứng đạo là đức phật thấy ra sự thật thấy ra sự thật của việc làm thế này thì sẽ kết quả nó đưa đến đâu hành động này kết quả đưa đến đâu cho nên cái việc mà quan điểm về cái thân nó là hoàn toàn là tội lỗi nếu mà tự mình mà diệt cái thân của mình được đi bằng các phương pháp khổ hạnh thì chứng đạo cái đấy là không đúng sai về chi kiến cho nên đức phật gọi đó là cực đoan không đưa đến cái e, sự giải thoát chánh xa hai cực đoan này này các tỳ kheo là con đường trung đạo do như lai tránh giác tác thành mắt tác thành trí đưa đến an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn ở đây nói đến con đường trung đạo trung tức là ở giữa thì thường gọi ở uh, những cái kinh khác cũng có thể gọi là con đường ở giữa tức là có ba con đường một con đường ở giữa thì và một con đường ở bên cạnh bên này và một con đường bên cạnh bên này thì con đường ở bên cạnh bên này là tham dục quá đáng, đắm say trong các dục. Con đường bên này là khổ hạnh cực đoan không đưa đến giải thoát, còn con đường trung đạo là con đường ở giữa đi đến giải thoát. Thế cho nên gọi con đường trung đạo chính là con đường ở giữa. Cái trung đạo được xuất phát từ cái thấy biết này, một bên là tham dục quá, một bên là cực đoan quá, đều không đưa đến giải thoát mà phải đi con đường trung đạo tức là con đường ở giữa này. Và cái con đường ở giữa ấy là con đường được xây dựng bằng chất liệu gì? Hey, chúng ta bắt đầu tìm hiểu ở trong kinh. Cái con đường ở giữa này thì Đức Phật dạy rằng là do Đức Phật đã tác thành mắt, tác thành mắt tức là sự tu tập của Đức Phật đã có cái thấy biết về sự thật, về sự giải thoát. Các quý đã hiểu rõ chưa ạ? Mắt, mắt là mắt thấy sự thật. Và tác thành trí, tác thành trí là cái trí tuệ này thấy biết chân thật thấy biết về sự thật, nhìn thấy đúng sự thật, rõ biết về sự thật. Và cái sự thật là gì? Sự thật này là sự thật đưa đến an tịnh, đưa đến trí tuệ, đưa đến giác ngộ và đưa đến hạnh phúc, giải thoát tối hậu an vui ở nơi Niết bàn. Đấy. Con mắt này nhìn thấy được Niết bàn, con mắt này nhìn thấy được sự giác ngộ, con mắt này nhìn thấy trí tuệ hiển hiện và cái trí tuệ này tác thành trí là trí này thấy biết được đây là sự giác ngộ giác ngộ là gì là hiểu biết đúng đắn về cái con đường đưa đến hạnh phúc đúng sự thật của nó là như thế kính thưa các quý đạo hữu đạo phật và tất cả những trí kiến của phật đưa ra không phải là đức phật nghĩ ra Chúng ta rõ biết điều đó nhé. Đức Phật không nghĩ ra bất cứ một điều gì. Mà Đức Phật chỉ thấy biết sự thật thôi các quý đạo hữu ạ. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Cho nên Pháp mà đưa đến giải thoát, nó là chân lý. Đã là chân lý thì không ai sáng chế ra nó cả. Mà nó là sự thật. Tâm Chúa Hồn Quán quay trở lại cái ví dụ mà hôm qua, trong cái bài hôm qua Tâm Chúa Hồn Quán chia sẻ. Ví dụ như ông Newton ấy, ông ấy nói rằng cái định luật vạn vật hấp dẫn là của ông Newton. Thế nhưng thực chất là ông Newton chỉ tìm ra sự thật thôi. Chứ còn vạn vật có tính chất hấp dẫn là của các sự vật. Ví dụ như là định luật vạn vật hấp dẫn của trái đất, trái đất có lực hút đấy. Thì lực hút này thuộc về trái đất chứ không phải thuộc về ông Newton. Nhưng ông Newton thì ông ấy nhìn ra cái sự thật đó. Thế cho nên mình gọi là định luật đó của ông Newton nhưng mà lại do ông Newton tìm thấy chứ không phải ông Newton sáng chế ra. Cũng như vậy, con đường đưa đến hạnh phúc an vui niết bàn thì niết bàn vốn dĩ đã tự có của nó. Con đường đưa đến hạnh phúc an vui niết bàn này vốn dĩ đã có sẵn của nó. Chỉ có cái là Đức Phật do tu tập cho nên nhìn thấy được cái sự thật này. Cũng cũng giống như trường hợp chúng ta ví dụ đấy ông newton là do ông ấy có cái trí thông minh và có cái phước báo của ông ấy theo cái cách nhìn nhân quả của đạo phật là ông có cái phước báo của ông và ông có cái sự lỗ lực ham mê ngay hiện tại thế cho nên ông nhìn thấy cái sự thật đó các quý đại hữu có hiểu được cái ví dụ của tâm chế hoàn quán không chứ đức phật là không hề chế ra bất cứ một cái gì giống như các tôn giáo khác các tôn giáo khác là cái sự việc của người ta đưa ra đó là ông giáo chủ đưa ra. Ông giáo chủ nghĩ ra và mọi người cứ tin theo ông giáo chủ và làm theo. Thế nhưng Đức Phật lại không nghĩ ra bất cứ một cái gì. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ. Mà Đức Phật chỉ thấy biết sự thật và vận hành theo sự thật. Tất cả sự dạy dỗ của Đức Phật đều là từ sự thấy biết sự thật tâm chiếu Hoàn quán lấy ví dụ ví dụ như nếu có đức phật hiển hiện ở đây thì đức phật sẽ quán sát được là cái tiền kiếp trước tâm chiếu hoàn quán làm gì và bây giờ cái cách làm thế nào nói với tâm chiếu hoàn quán những điều gì thì tâm chiếu hoàn quán trong khả năng của mình thực hành được các quý đại hữu rõ chưa ạ và cái khả năng thực hành được đấy nó sẽ đưa đến kết quả cho tâm chiếu hoàn quán là kết quả tối đa là thế nào vì biết được sự thật như vậy cho nên Đức Phật đến chỗ tâm chiếu hoàn quán Chỉ dạy cho tâm chiếu hoàn quán làm những việc như thế Để đạt được cái điều đó Các quý đạo hữu rõ chưa ạ Chứ còn Đức Phật không làm sai sự thật Ví dụ như tâm chiếu hoàn quán cái nhân duyên kiếp trước hội đủ Cái sự tinh tấn hội đủ và cái nhân duyên mới là được gặp Đức Phật Được nghe Phật thuyết pháp Mà tâm chiếu hoàn quán làm theo đúng nhân duyên đó mà tâm chiếu hoàn quán thì chỉ có thể đạt tới được đến cõi trời thì Đức Phật cũng không thể nào đưa những cái pháp mà để đạt được tới liết bàn cho tâm chiếu hoàn quán. Các quý đạo hữu rõ chỗ này chưa ạ? Không bao giờ lại nghĩ ra một cái gì khác mà là chỉ biết rõ thôi và làm thôi. Đấy giống như là một bác sĩ. Bác sĩ thì ví dụ có một bệnh nhân bị bỏng này đưa đến trên bệnh viện thì bác sĩ bằng cái khả năng sự thật của mình bằng tất cả những cái cái thuốc mà ở bệnh viện hiện có Thế bác sĩ khám rồi cho đúng cái thuốc của bệnh viện hiện có để giúp cho bệnh nhân này được cái kết quả tối đa nhất. Chứ bác sĩ thì sau khi khám cho bệnh nhân thì không thể đưa ra các cái loại thuốc mà bệnh viện không có hoặc là đưa ra cái loại thuốc mà tận bên Mỹ mới có mà chuyển về đây thì cách một năm nữa mới chuyển về đến nơi thì bác sĩ không bao giờ kê những cái thuốc đó. Thì Đức Phật cũng như vậy. Đấy là một ví dụ. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Trên Đức Phật của chúng ta là người chỉ thấy biết được sự thật thế nào thì Đức Phật nói lại như vậy và Đức Phật cũng độ cho chúng ta qua các nhân duyên sự thật. Sự thật thứ nhất về nghiệp quả tồn động của mình, sự thật thứ hai về các duyên trong hiện tại, sự thật thứ ba là kết quả đạt được tối đa trong tất cả cái chùm nhân duyên này. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Còn chúng ta là những kẻ vô minh, không biết quá khứ, không biết duyên hiện tại cho nên chúng ta cứ nói những gì chúng ta biết, những gì chúng ta nghĩ thành ra là đôi khi người ta đã không làm theo được lại còn bực mình phẫn hận là do chúng ta không biết sự thật. Quý đạo hiểu rõ chưa ạ? Đấy nha, cho nên chúng ta phải rõ biết con đường trung đạo đưa đến niết bàn hạnh phúc không phải do Đức Phật chế ra nhưng Đức Phật thấy được nó. Và không phải ai cũng thấy được nó, mà muốn thấy được nó thì phải thành tựu chính đẳng chính giác Mà muốn thành tựu chính đẳng chính giác Thì phải thực hành Bồ Tát hạnh Ba A Tăng kỳ kiếp Chứ không phải thấy biết đó Nó là một chuyện dễ Không phải ai muốn thấy cũng được Các quý đạo hữu ạ Thế mới gọi là thâm sâu vi diệu Các quý đạo hữu rõ chưa ạ Không phải dễ mà biết được trên chúng ta là những người hạnh phúc Nếu những ai có đầy đủ thiện căn Căn lành giống cái bài hôm trước đấy ạ Chúng ta quán chiếu tư duy đấy Mình có cái cái thiện căn Dễ dạy Ít bụi trong mắt Thì mình sẽ tin theo lời Đức Phật dạy Vì tin theo lời Đức Phật dạy Cho nên chúng ta thực hành Thực hành chúng ta sẽ được lợi ích Đấy cái liên hệ từ bài hôm qua tới bài hôm nay là như vậy Các quý đạo hiểu rõ chưa ạ Và việc này các Phật tử chúng ta được chứng nghiệm rồi Phải không ạ chứng nghiệm bằng cách chúng ta thực hành và chúng ta được chuyển nghiệp rất nhiều. Nếu ai chưa biết thì cứ vào nhóm cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày. Các Phật tử thực hành tới đâu được lợi ích tới đó trên đức Phật dạy thế này. Pháp của ta đến để mà thấy. Có giá trị thiết thực giải thoát ngay trong hiện tại. Đến để mà thấy tức là chúng ta phải thực hành. Thực hành rồi thì chúng ta sẽ thấy được cái kết quả đúng như lời Phật dạy ngay trong hiện tại thì đó đúng là pháp của Phật. Các quý đạo hiểu rõ chưa ạ? Người tại gia thì dùng pháp của người tại gia tức là cũng đi trên con đường giải thoát này, nhưng mà người tại gia thì đi theo tốc độ là rùa bò. Đi rất chậm. Thế còn người xuất gia thì đi tốc độ của máy bay. <laughs> Đấy, tại vì người tại gia còn phải từ bỏ từng cái mỗi cái tham về không tả dâm thôi. Nhưng người xuất gia là người ta từ bỏ được hẳn cái đó là không dâm dục. Thế có phải là rất xa nhau không? Các quý đạo hữu thế không? Không tả dâm mới có là không đi ngoại tình thôi. Còn người xuất gia thì là không dâm dục. Tự đi trên con đường đoạn tham, đoạn ái. Còn Phật tử chúng ta mới đi trên con đường ly tham, tức là giảm dần dần thôi. Đúng không? Đoạn giảm dần dần. Thế còn người xuất gia thì đi thẳng đi bằng máy bay, đi bằng tên nửa cho nhanh. <laughs> Đấy. Thì cho nên là người xuất gia nếu nỗ lực tinh tấn tu hành thì ngay một đời này đã vào dòng rồi, giải thoát rồi. Còn người tại gia ấy thì chúng ta đi rất chậm như rùa bò ấy. Cho nên là trong thời mặt Pháp này mà người tại gia chứng quả tu đảo hoàn cũng rất khó. Có thể vào hướng quả thì không khó, nhưng vào chứng quả tu đảo hoàn thì khó bởi vì nó tham dục nhiều. Tất cả mọi thứ nhiều quá mà bảo ly rất khó. Phải không? Ly tham, ly ái khó lắm. Bởi vì sao? Bởi vì là thời xưa thì người ta không có ngắm vuốt sắc đẹp nhiều. Thời nay thì muốn đi làm phải ngắm Ngắm mà giữ được cái tâm mình Không tham đắm Phải rất là hiểu Pháp Các quý đạo hữu thấy đúng không? Cả ngày lúc lão cũng phải quán Pháp Thì mới có thể tại gia chứng quả tu đào hoạt Pháp thì có rồi Thực hành Pháp thì không phải khó Nhưng chúng ta có thực hành hay không thôi Phải không quý đạo hữu? Có giữ được tâm mình không tham không thôi Đấy, không niếc ngang, niếc trộm, ao ước của người ta thành của mình chồng người ta thành chồng mình vợ người ta thành vợ mình đó Đấy, ý gọi là ý không tà hạnh phải giữ được phải không thì mới vào được quả còn ý của tà hạnh thì thì chưa được hay gọi là cứ tinh tấn nắm tinh tấn nắm sám hối sám hối mà kiên trì tinh tấn thì hướng quả thì có khi là được đấy nhá. để cho chúng ta hiểu rõ hơn về con đường trung đạo này là con đường đã có sẵn của tất cả các chúng sinh hữu tình chúng sinh hữu tình có thể đi trong lục đạo luân hồi và đi đến niết bàn và cách đi trong lục đạo luân hồi thế nào là có sẵn cách đi đến niết bàn như nào là con đường có sẵn nhưng ai nhìn thấy đường và dẫn cho chúng ta thôi đi trong lục đạo luân hồi này thì cũng phải có người dẫn dắt chỉ cho chúng ta biết mới chúng ta mới đi được đến cõi trời nếu không chỉ có chúng ta thì chúng ta giống như là cứ làm vô tình thì được không gọi là cứ làm được thì được không được thì thôi mõng chẳng biết có được hay không cứ đi thôi đi bừa bước thấp bước cao bước thì xuống địa ngục bước thì lên thiên đàng các quý đạo hiểu rõ chưa? chứ chất trưởng mắt cái nhìn giống như chúng ta cứ ngửa mặt lên trời Mà nhìn bước vào bước nào thì bước đấy thì nó đi như thế thế còn chúng ta cũng phải có người hướng dẫn cho chúng ta chúng ta mới lên thiên đàng gọi là lên cõi trời được đấy chúng ta phải biết thành thập thiện thì đấy gọi là con người biết nhìn đường mà đi chứ còn kia thì bước này thì xuống địa ngục xong hết xuống địa ngục đánh đuổi cái thì có thể là bước một bước lên ngã quỷ hay bước lên cõi trời Thế xong lại bước xuống gọi như ông say ấy, bước thấp, bước cao. Ở đây không biết các quý đạo hữu đã bao giờ say chưa? tập Chúa Hồn Quán đã một lần say. <laughs> Rất là hay, các quý đạo hữu ạ. Cái hồi đấy là cái hồi Lâm, Tâm Chúa Hồn Quán học hết lớp 12. Thì mới thấy người ta nói rằng là say say rượu, say bia là bước thấp, bước cao. Không phải là tức ai đâu nhá. Thế là Tâm Chúa Hồn Quán mới quyết định hôm đấy thử uống bia tại mình không phải là thích uống bia hay là quen uống bia bảo hôm nay mình phải thử uống cái, cái cốc bia này không biết nhà có việc gì uống đầy một cốc xong rồi cứ uống thêm thử xem tí nữa nó xem nó thế nào uống xong vào hình như là một mới được cốc rưỡi thôi thế là tí nữa bắt đầu nó lơ đơ lơ đơ thì đáng ra lơ đơ là phải đi ngủ đi làm rồi thế nó bắt đầu nó nó bắt đầu nó coi như là người nó à, nếu như theo cái trạng thái người ta gọi là giống như thăng hoa ấy thấy nó nhẹ nhàng lắm thế thì tâm trí ẩn quán vì quyết định thử mà thử đi ra ngoài vì ăn hình như ăn dỗ ăn cỗ gì trời tối đi ra ngoài bước thử xem đúng là nhìn xuống dưới đất bước thấp bước cao thật tại vì nhìn thấy ở đây nó là bước như thế này nhưng mình bước xuống nó bị hẫng cứ bước như này nhưng mà mình đã tìm sẵn cái đoạn đường mình dự định sẵn nó đã màu màng rồi đúng là không có một bước nào tử tế bởi vì nhìn xuống dưới đất nó có đúng sự thật đâu không đúng sự thật cái nào cái này tưởng nó lên cao thì bước lên cao nó lại hững xuống cái kia tưởng nó thấp thì bước xuống nó lại nó lại lên cao coi như là chất cha chất trưởng buồn cười lắm bởi vì mình không sai hẳn mình mới gọi là ở trạng thái quá của mình chút thôi cho nên là rất là buồn cười các quý đạo hữu không nhìn đúng sự thật gì cả nó cứ như vậy thôi và cái người mà không biết gì đi trong lục đạo luân hồi là cầu hạnh phúc lại đi làm những cái việc mà khiến cho nhân quả khổ đau giống như cái người say nhìn sự việc như thế. Cứ tưởng như này thì bước vào đây nói không phải thế. Tưởng thế nhưng mà đâu có phải thế. Đấy, nó rất là buồn cười. Ta ở đây tâm chiếu hoàn quán không khuyến khích các quý đạo hữu thử đâu nhé. Đây là tâm chiếu hoàn quán thử trong cái kiểm soát chứ không phải là vì thích ăn uống, thích thế này thích thế kia. Mình thử để mình thông cảm với những người mà bị như vậy lúc đấy giờ cứ bắt hay là quát mắng người ta là không có được vì vốn dĩ người ta nhìn thấy như thế các quý đạo hữu ạ đấy đấy là một lần duy nhất đầu tiên và cũng là cuối cùng đấy, các quý đạo hữu ạ thế thì ở đây cái con đường mà đức phật do giác ngộ do chứng đắc mà thấy thì là thấy sự thật của nhân quả của chúng hữu tình các quý đạo hữu rõ chưa ạ Đức Phật không chế ra bất cứ một cái gì Nhưng theo cái ngôn ngữ của thế gian Thì chúng ta nói rằng Giới này do Đức Phật chế Pháp này do Đức Phật thuyết Do tức là do người này nhìn thấy Cho nên cái đấy nó thuộc về người này Người này nói ra Các quý đạo hữu rõ chưa ạ Chứ không phải Đức Phật là Là người địa ra Hay là tự đặt ra đâu nhé Hai cái này khác nhau này Đức Phật nói ra nhưng cái đấy không phải là của Đức Phật nhưng vẫn là của Đức Phật nói ra. Đấy, nói theo cái chế định ngôn ngữ của thế gian là như vậy nhé. Chứ còn bản chất là sự giác ngộ sự thật, thấy biết sự thật, chuyển sự thật đến cho chúng sinh để chúng sinh biết đường mà đi. Thưa quý đại hữu rõ chưa ạ? Giống như chúng ta đứng ra ở cái ngã ba đường ấy, chúng ta là người chỉ đường. Chúng ta biết rõ rồi, cho nên đến ai đến hỏi đường mình mình chỉ một cách chính xác. Thầy Đức Phật cũng như vậy, các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Nhưng con đường của Đức Phật chỉ là con đường đưa chúng sinh đến hạnh phúc. Các quý đạo hữu rõ chưa Đây là con đường hạnh phúc an vui này, đây là con đường đau khổ này chớ có đi. Đức Phật là bậc chỉ đường vĩ đại. Các quý đạo hữu thấy đúng không? Vĩ đại, con đường đó là con đường trung đạo. Nhá, con đường trung đạo. Tâm chiếu hoàn quán xin đọc tiếp. Và thế nào là con đường trung đạo này các tỳ kheo do Như Lai tránh giác tác thành mắt tác thành trí đưa đến an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn chính là con đường thánh đạo tám ngành kính thưa các quý đạo hữu đức phật khẳng định đức phật cũng đi trên con đường này mà thành tựu các quý đạo hữu rõ chưa ạ này các tỳ kheo do như lai tránh giác tác thành mắt tác thành trí đưa đến an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn đấy là con đường trung đạo đấy trên khi đức phật tu cực đoan cùng với anh em ông Kiều Trần Nhi đấy. Đức Phật đã bỏ đi và Đức Phật chứng đạt được như bây giờ là do Đức Phật đi trên con đường trung đạo. quý à, quý đạo hữu rõ dạ, chị ạ. Đây là câu khẳng định của Đức Phật. Con đường chính đạo đó gồm thế này đây này các quý đạo hữu đó. Con đường này gọi là con đường thánh đạo tám ngành. Tức là nó có tám cái 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 chất liệu đấy. Nó gọi là tám ngành. Một là chính kiến, hai là chính tư duy, ba là tránh ngữ, bốn là tránh nghiệp, năm là tránh mạng, sáu là tránh tinh tấn, bảy là tránh niệm, tám là chính định. Đây là con đường trung đạo này các tỳ kheo do như lai tránh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Chỗ này là một câu khẳng định của Đức Phật. Và Đức Phật đã dạy từng từng cái thánh đế này. Đây là thánh đế về khổ thì cái con đường mà Đức Phật đi đấy gọi là con đường trung đạo, thế còn bây giờ Đức Phật nói về tứ diệu đế. Bốn cái đế. Tức là đế người ta gọi là cái sự vững chắc đấy các quý đạo hiểu ạ, sâu dày vững chắc như chân đế đấy gọi là móng nhà đấy, các quý đạo hiểu gì ạ? Một cái gì cũng có cái đế, cái đế đấy để chở đựng lên trên tất cả các thứ ở bên trên rồi tứ diệu đế là diệu tức là một sự vi diệu thấy biết rõ được nó có bốn cái chân đế này đây là thánh đế về khổ thánh ở đây chúng ta phải dùng cái ý nghĩa là sự cao quý nhé đưa đến nếu mà ai hiểu về cái vấn đề này ai biết về vấn đề này Thứ nhất nó cũng phải là bậc thánh Thứ hai là khi giác ngộ về cái điều này Thì chúng ta mới có thể trở thành bậc thánh được Các quý đạo hữu ạ Mà bậc thánh thì sẽ hiểu về các vấn đề này Nhá, Chúng ta hiểu theo cách của chúng ta như vậy cho nó dễ Các quý đạo hữu rõ chưa ạ Đây là thánh đế về khổ Này các tỳ kheo xanh là khổ Già là khổ Bệnh là khổ Chết là khổ Sầu bi khổ ưu não là khổ Oán gặp nhau là khổ ái biệt ly là khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại năm thủ uẩn là khổ. Thế kính thưa các quý đạo hữu về cái e, những cái tám khổ này chúng ta hiểu một cách sơ qua. Ít nữa thì sư phụ sẽ dạy rõ cho chúng ta tất cả mọi thứ còn tất cả kiến thức này thì sư phụ đã dạy ở đâu đó mỗi nơi một chút rồi. Các quý đạo hữu đã trẻ chúng ta đã được nghe rất là nhiều bài. Mỗi bài sư phụ giảng một phần liên quan tới cái bài giảng đó nhé. Thế còn riêng về tứ thánh đế thì sư phụ chưa có chương trình giảng chuyên sâu về nó cho chúng ta giống như là kinh bát đại nhân giác là sư phụ đã giảng chuyên sâu về nó rồi nhé thế còn đâu thì tất cả các kiến thức này sư phụ đã giảng ở khắp các bài giảng mỗi bài giảng một chút nếu ai nghe nhiều bài giảng thì sẽ hiểu được rất là nhiều bởi vì khi sư phụ giảng như thế thì nó sẽ nằm ở đâu đó các bài giảng nó rất là chi tiết ok đạo hữu ấy. thì chúng ta có tám khổ đó là cầu bắt rất khổ ái biệt ni khổ oán thắng hội khổ, ngũ ấm sĩ thịnh khổ và sinh khổ, già khổ, bệnh khổ và chết khổ, đó là tám khổ mà chúng ta đã được nhắc tới rất nhiều lần rồi ạ. Đó là tám cái khổ của tất cả chúng hữu tình. Chúng nào ở trong cái cõi giới nào nó cũng như vậy, các quý đạo hữu đã là chúng hữu tình thì đều có những cái khổ đó. Chúng hữu tình nào cũng có sự chia ly, cũng có uh, oán đối gặp nhau, phải không? Ví dụ như là con hổ mà đi nó đang đuổi cho con dê là cùng sống chung một khu rừng mà hai con này mà sống một khu rừng thì con dê chết rồi phải không <laughs> đấy oán tắng hội khổ đấy còn con người thì nhiều lắm phải không ở đâu cũng thấy oán tắng hội khổ lúc nào chúng ta cũng tìm ra người oán đối với mình phải không thế và ái việt đi thì chúng ta ai à, yêu quý trên đã yêu quý là có chia ly chia ly là khổ đau cái, cái chia ly mà cả đời nếu ai không yêu ai cả thì vẫn có cái sự chia ly của sinh già bệnh chết phải không thế còn ngũ ấm sĩ tịnh khổ thì cái sự cái tâm vô thường nó làm cho chúng ta rất khổ rồi phải không thế cái tâm vô thường và tất cả mọi sự đều vô thường như thế nó làm cho chúng ta rất khổ nhé yeah. tóm lại là Lâm thủ quần là khổ tức là cứ có thân là khổ các quý đạo hữu chưa cứ có mặt là khổ tức là cứ có sinh ra là khổ cứ có mặt chúng ta ở trong cõi dục là chúng ta sẽ khổ dù là mang thất là loại nào cũng khổ Thế cho nên mới có câu tóm lại Lâm thủ ẩn là khổ Tức là chúng ta phải có cái duyên Ngũ ấm hội tụ chúng ta mới tạo thành Một chúng sinh thì Ngũ ấm gọi là lâm thủ ẩn đấy Các quý đạo hữu rõ chỗ này chưa ạ Cho nên cứ khi mà cứ có một chúng sinh xuất hiện Thì chúng sinh đó phải khổ Không thể không có khổ Các quý đạo hữu rõ chưa ạ Đấy cứ tóm lại là lâm thủ ẩn là khổ Đây là thánh đế về khổ tập Khổ tập tức là nguyên nhân để nó dẫn lên tạo thành các cái khổ kia. Các khí đạo hiểu rõ chưa ạ? Nguyên nhân để tạo thành chúng sinh. Và vì có chúng sinh trên chúng sinh việc khổ, nhé chúng ta sẽ sâu chuỗi lại một chút nhé. Cứ có lâm thủ quần xuất hiện tức là có một chúng sinh xuất hiện thì chúng sinh đó phải chịu tám khổ. Thế và chúng sinh đó nó xuất hiện là do đâu? Ví dụ kiếp này của chúng ta là một chúng sinh Thế rồi cái thân ngũ uẩn này chúng ta nó tan rã thì chúng ta lại có một cái thân khác ở kiếp sau. Thế thì do chúng ta không thể diệt cái thân này đi mà chúng ta lại phải sinh sang kiếp sau để chịu khổ. Vụ thân này là thân người nhưng kiếp sau là thân con lợn chẳng hạn. Thế tại sao chúng ta lại sinh ra năm con lợn này thì đây là nguyên nhân đây này. Thì gọi là tập đế. Các quý đạo hiểu rõ chưa ạ? Tập đế chính là ái này đưa đến tái sinh. Tức là tất cả các tâm ái của chúng ta nó sẽ hình thành cho chúng ta một uẩn mới. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Thì cái ái này cái độ cao thấp khác nhau, nhiều ít khác nhau cho nên nó tạo ra cái thân mới của chúng ta ở trong các cảnh giới khác nhau. Nếu mà ái cấu nhiễm nặng lề từ cái ái này sinh các ác nghiệp Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Thì chúng ta sẽ sinh xuống địa ngục Còn cái ái này mà nhẹ nhàng Vì ái ít cho nên là chúng ta làm các việc thiện được nhiều hơn phải không thì chúng ta sẽ sinh lên cõi trời chẳng hạn thế các quý đạo hữu rõ chưa ạ? thế cho nên ở đây đức phật gọi là chính là ái này đưa đến tái sinh câu hữu với hỉ và tham các quý đạo hữu nhớ nhé câu hữu tức là kết hợp ví dụ tâm chiếu hoàn quán ái con mình chẳng hạn tức là quý con mình từ cái sự quý con mình đấy câu hữu tức là liên kết với cái tâm các quý đạo hữu từ cái tâm ái đấy cho nên liên kết với một cái tâm trộm cắp để đưa tiền cho con mình các quý đạo hữu rõ chứ này chưa ạ đấy là ái câu hữu với tham các quý đạo hữu hiểu cái từ câu hữu chưa ái thì nó luôn luôn câu hữu với mọi cái nguồn tâm khác mọi cái hành động khác để tạo ra một cái nghiệp khiến cho chúng ta sinh ra kiếp sau. Cho nên ở đây Đức Phật dạy chính là ái này đưa đến tái sinh câu hữu với hỷ và tham. Do chúng ta có ái cho nên chúng ta có hoan hỷ với việc làm bất thiện của những người mình đã ái. Những tâm mình hoan hỷ với các việc làm bất thiện của người khác. Ví dụ chúng ta ái sự việc chẳng hạn chúng ta nhớ có hai đối tượng để ái ái con người và ái sự việc ví dụ như là các đạo hữu chúng ta mà đi làm các việc thiện thế tâm chiếu hoàn quán thích cái việc thiện này gọi là ái việc thiện này còn thích quý đạo hữu thì thành là ái con người này các quý đạo hữu rõ chưa thì ái các việc thì gọi là hỉ các quý đạo hữu rõ chứ này chưa thì đấy nó gọi là hỉ tôi tùy hỉ với việc làm của các đạo hữu Đấy các quý đạo hữu rõ chưa? Thế nhưng mà ái các cái việc làm mà thanh cao thì mình được cái phước báo gọi là tùy hỷ những việc đáng tùy hỷ thì được phước báo đi lên. Nhưng mà tâm ái này nó lại câu hữu tùy hỷ mấy cái việc làm bất thiện thì mình sẽ sinh xuống cõi cõi ác. À? Các quý đạo hữu rõ chưa? Từ ái việc làm tùy hỷ mấy việc làm xong chúng ta sinh ra ái con người. Phải không các quý đạo hữu? Thế thì ở trong đạo tràng chúng ta chỉ chúng ta có nói thế này để cho chúng ta hiểu mà chúng ta không lo sợ là mình bị ái nhé. Tôi phát nguyện kết duyên với các quý đạo hữu trên con đường thực hành cầu vô thượng Bồ Đề thì cái ái đấy nó không phải là ái. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Nó chẳng qua chỉ là một trí giác ngộ rằng trên con đường tu tập của chúng ta cần có đạo hữu. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Và đây là một hội chúng khiến cho thành tựu cho mình, thành tựu vô thượng Bồ đề và làm lợi ích chúng sinh, cho nên không thuộc về ái con người. Các quý đạo hữu hiểu chưa? rõ chỗ này chưa? Đây là để thực hành công hạnh Bồ đề, rời xa chữ ái đấy nhá. Đây gọi là trí giác. Ở trong kinh này thì Đức Phật gọi là có con mắt, có thắng trí. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Cái con mắt là nhìn thấy cái việc cần phải làm như vậy sẽ đưa đến chỗ kia hay nhé gọi là ở chỗ này đức phật gọi là tác thành mắt tác thành trí các quý đạo hiểu rõ chưa ạ đấy chúng ta như vậy là tác thành mắt tác thành trí chúng ta tùy hỷ với cái việc làm mà hoàng truyền phật pháp của đạo hữu mình đó là có tác thành mắt tác thành trí bởi vì đó là con mắt giác ngộ giác ngộ con đường đi đến để cầu vô thượng bồ đề các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Cho nên chúng ta phải phân định hai chỗ này cho rõ Không thì chúng ta sẽ nghi Nghi mình, nghi pháp Và dẫn đến là không tinh tấn Nha. Tâm chiếu hoàn quán xin đọc tiếp Chính cái ái này đưa đến tái sinh câu hữu với hỷ và tham Tìm cầu hỷ lạc chỗ này, chỗ kia Đấy Tìm cầu hỷ lạc chỗ này, chỗ kia. Tức là ví dụ như là tâm chiếu hoàn quán trở lại cái ví dụ là tâm ái câu hữu với tham câu hữu với tham tùy đưa tiền cùng với con mình để trộm cắp để tìm cầu hạnh phúc là sẽ được một cái gì đó để được vui được chơi được ăn được uống được cái gì đấy thế rồi tìm cầu hạnh phúc chỗ này chỗ kia các quý đạo hữu rõ chỗ này chưa ạ đó tâm chúa còn quán xin đọc tiếp tức là dục ái hữu ái phi hữu ái đấy như vậy thì được gọi là như thế các quý đạo hữu rõ chưa ạ đấy là do cái tâm dục của mình mà ái Do tâm sở hữu mà ái Do tâm phi pháp mà ái Các quý đạo hữu rõ chưa? Hay hiểu chưa? Đấy Dục ái hữu ái phi hữu ái Nha Đấy là không tốt Đó là nguyên nhân Của cái tâm như vậy Cho nên mình sẽ tái Tái sinh sang kiếp sau Là một chúng sinh nữa Ở trong cái lục đạo luân hồi này Để tiếp tục chịu khổ Đấy là nguyên nhân đưa đến sự khổ Là tâm ái của mình Câu hữu với tham với tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia các quý đạo hiểu rõ chưa ạ cho nên mình phải có thân trong kiếp sau tức là ngũ uẩn sẽ được tạo thành và khi ngũ uẩn tạo thành là chúng ta sẽ bị khổ các quý đạo hiểu rõ chưa ạ thế cho nên ở đây phải nói là do tập đế được tạo từ kiếp trước cho nên tôi có thân kiếp này do tập đế tôi tạo kiếp này cho nên tôi có thân ở kiếp gì kiếp sau đấy sự liên hệ giữa tập đế tập đế và À, khổ đế là như thế đấy các quý đạo hữu ạ nhá sự liên hệ của nó như vậy Bây giờ chúng ta đến là tiếp cái đế thứ ba đó là thánh đế về khổ diệt tức là chúng ta đang có khổ và đây là là cái chân lý về cái sự diệt khổ đây chúng ta tìm hiểu này các tỳ-kheo chính là ly tham đoạn diệt không có dư tàn khát ái ấy sự quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát không có chấp trước. Chưa. Các quý đạo hữu ạ. Tức là chúng ta phải đoạn trừ, diệt tận cái tâm ái đấy, cái sự câu hữu ái đấy. Cho nên người đi tu bắt đầu là phải xuất ra đấy các quý đạo hữu ạ. Lìa bỏ ái. Khi chúng ta lìa bỏ tướng ái là tướng con người, tướng ái sở hữu tài sản. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Tài sản về tất cả những cái gì mà thuộc về đời sống của người tại gia phải từ bỏ hết. Tài, sắc, danh, thực, thủy là phải từ bỏ hết. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Mà sống theo đúng chính đạo. Ba y một bát, khất thực tự tại, lấy rừng làm chỗ ngủ, <laughs> ba đêm di chuyển một lần, tùy duyên tự tại, tức là chúng ta không còn dính mắc đoạn diệt ni tham và đoạn diệt mà các quý đạo hữu rõ chưa ạ không tìm cầu hạnh phúc ở chỗ này hay chỗ kia trong cõi dục này nữa đấy là người xuất gia nhé thế còn người tại gia thì đoạn giảm không trộm cắp đó là đoạn giảm các quý đạo hữu rõ chưa ạ cũng đi trên con đường này nhưng đi theo cách rùa bò nhé <laughs> chúng ta phải biết chúng ta là rùa bò thôi nhé không như người xuất gia này là đi máy bay đi tên nửa đi ô tô có người thì cũng xuất ra nhưng mà đi chậm chậm đi ô tô nhưng cũng có người xuất ra thì cũng chẳng đi trên con đường này đức phật nói như lúc nãy đấy là do cực đoan tham dục quá cho nên không đi trên con đường này đây là tâm chú ẩn quán nói là nói với những người đã đi trên con đường trung đạo còn lại có hai loại nữa là đi trên con đường không phải trung đạo là cực đoan thế rồi có người thì cả đời chỉ ăn quả tôi không ăn củ cả đời thì chỉ ăn củ không ăn quả, cả đời chỉ ăn dễ không ăn lá cả đời chỉ ăn lá không ăn dễ, đấy cái cực đoan này thì trong kinh nhiều bài kinh Đức Phật nói rất rõ, cực đoan, khổ hạnh cực đoan, không đưa đến hạnh phúc, không đưa đến tự tại, nó đưa đến chấp trước, thấy không? Bây giờ tâm chiếu hoàn quán chia sẻ một phần về ăn tam tịnh nhục thôi. Tam tịnh nhục tức là người này không khởi tâm tham, không tham với các đồ ăn, tự tại đi khất thực theo lời Đức Phật dạy thì người ta không bị cố chấp vào cái gì thí chủ cho gì ăn đấy nhưng nếu như chúng ta chỉ chấp ván chai thôi tâm chúng ta ví dụ hôm nay đi khất thực như thế này nhớ mai đi qua phải cái nàng chài nàng nưới ấy thì tôi không lấy đâu thôi các bài sát sinh thì bỏ ra tâm có tự tại được không không tự tại được phải không đấy không thể nào mà lại tịnh tâm được còn kia tôi đi khất thực rất là tịnh tâm hoan hỉ với đồ khất thực được dù đồ đó là thiêu là ôi phải không là gì thì là trừ trường hợp mình ốm đau thì mình mới không nhận thôi Đấy. ví dụ người ta cúng cho toàn cái món ớt cay nhưng mà ốm quá ta chỉ nhận một tí thôi phù hợp với của ta ăn thôi phải không đó nha đây là thánh đế về khổ diệt Đấy, thánh đế tức là cái này mà ai thực hành Thì sẽ chứng đắc thánh quả đây là chân lý giải thoát Còn thánh đế về khổ Tức là ai nhận bị diện được cái này Thì đó là nhận diện về đúng Khổ đế Ai nhận diện về cái nguyên nhân dẫn đến sự khổ như thế Gọi là nhận diện đúng Là chân lý Chân lý gọi là thánh Các quý đạo hữu rõ chưa ạ Thánh đế Nó là chân lý thôi mà Tâm chiếu quán xin đọc tiếp. Đây là thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt này các tỳ kheo chính là con đường thánh đạo tám ngành tức là tránh trí kiến tránh tư duy tránh ngữ tránh nghiệp tránh mạng tránh tinh tấn tránh niệm tránh định các quý đạo hữu rõ chưa ạ ở phần tứ diệu đế này thì bát tránh đạo thuộc một đế đó là đạo đế đạo đế là con đường đưa đến diệt khổ để đắc được cái phần thánh đế là thánh đế về diệt đế đấy các quý đạo hữu rõ chưa ạ thế thì ở đây thì gồm có là bốn phần ấy thì hai phần thuộc về lý khổ đế và tập đế thuộc về lý tức là mình cần phải giác ngộ lý các quý đạo hữu rõ chị ạ và đạo đế là phải giác ngộ hành tức là phải thực hành và cái cái diệt đế là giác ngộ thành tức là đấy là thành tựu các quý đạo hữu rõ chị ạ hai phần khổ đế và tập đế là chỉ là lý thôi chúng ta chỉ cần giác ngộ thôi nhưng mà đến đạo đế là chúng ta phải thực hành các quý đạo hữu rõ chưa khi thực hành được đạo đế đạo đế rồi thì chúng ta sẽ đắc được thành được tại niết bàn gọi là thành nhé là thành giác ngộ thành các quý đạo hữu hiểu chưa giác ngộ lý giác ngộ hành và giác ngộ thành nha giác ngộ cái sự thành tựu hạnh phúc đó là đạo đế Thế thì khi chúng ta tu tập Chúng ta cũng phải quán chiếu tứ diệu đế này Các quý đạo hữu ạ Quán chiếu rất đơn giản thôi ạ Đầu tiên là chúng ta phải quán chiếu Cái hiện tại của chúng ta khổ là gì Nhận diện khổ Và chúng ta phải quán tiếp đến Là nguyên nhân của cái khổ này Là do cái tâm gì của mình Các quý đạo hữu rõ chưa ạ Thế và do cái tâm đó thì chúng ta nó đang kéo theo những hành động gì và bây giờ chúng ta muốn diệt cái tâm đó diệt cái tâm đó đi và muốn thực hành nó thì phải tìm các lời dạy tương ưng của Đức Phật để chúng ta thực hành chúng ta thực hành đó thì gọi là chúng ta đang thực tập theo đạo đế thế và cái kết quả của nó là cái khổ này nó được tiêu giảm như mong muốn của chúng ta thì cái chỗ này là diệt đế các quý đạo hữu rõ chưa ạ cho nên tất cả người đệ tử Phật tu tập đều trong tứ đế này và đều thực hành bằng đạo đế. Còn nếu ngoài cái đó thì là sai. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Tam kinh vạn quyền lời dạy của Đức Phật không ngoài tứ diệu đế và tất cả các cách thực hành đưa đến hạnh phúc, đưa đến giải thoát không ngoài bát chính đạo. Cho nên gọi là bát chính đạo là con đường độc đạo, là con đường duy nhất đưa đến sự an lạc hạnh phúc cho chúng sinh. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Không có con đường nào khác, chỉ có một con đường này là con đường duy nhất gọi là con đường độc đạo. Chỉ có một con đường. Hả? Hay hôm nay chúng ta sẽ dừng phần chia sẻ ở đây và tâm chiếu hoàn quán sẽ đưa ra các đề mục quán đúng với tứ diệu đế cho các quý đạo hữu nhé. Đề mục quán thứ nhất là quán về khổ đế. Tám khổ và xem xem mình hiện tại có khổ nào không có giác ngộ được về khổ nào không còn đương nhiên là khổ sinh già bệnh chết khổ là chúng ta đang có rồi nhé thế còn với phật tử tại gia thì chúng ta sẽ quán về bốn cái khổ trên các quý đạo hiểu rõ chưa ạ đấy quán về bốn cái khổ trên ái biệt ni khổ cầu bớt đắc khổ chắc là phật tử tại gia thì cái cầu bớt đắc khổ là nhiều oán tắng hội khổ nhiều ái biệt ni khổ nhiều chúng ta hãy quán nó về cái khổ mà mình đang phải mang, rất khổ. Thấy không? Rất khổ. Đấy người gọi là thực tập quán khổ đấy. Thế rồi chúng ta thực tập quán tập đế Xem là cái khổ này của mình là do cái tâm gì của mình, những hành động gì của mình dẫn đến cái khổ này ngay trong hiện tại. Chúng ta không biết quán kiếp trước đâu ạ. Chúng ta chỉ biết quán ngay cái việc, sự việc hiện tại của mình thôi. Dù hai vợ chồng chẳng hạn, có cái việc mà như thế này cãi nhau như này đầu tiên nó xuất phát từ cái tâm ái của mình quá phải không ái quá chê nó khổ thế đấy thế rồi xuất phát từ cái lời nói của mình hành động của mình có những cái gì đó thế rồi mình câu hữu với lại cái nghiệp lực quá khứ nữa đấy để cho mình xem xem là đến cái nguyên nhân dẫn đến cái khổ này là do đâu thế rồi chúng ta quán đến cái cái việc mà chúng ta sử dụng pháp của Phật ấy, giới và chánh pháp thì là chúng ta thực hành chánh kiến nhé. Thực hành chánh kiến bằng cách thực hành giới, thực hành pháp, lấy giới làm thầy, lấy chánh pháp làm ngọn đèn. Chúng ta áp dụng tư duy để chuyển hóa nó và cái kết quả là chúng ta sẽ đi đến diệt đế, tức là giải thoát khỏi cái sự việc đó. Các quý đạo hiểu rõ chưa? Thế là đầu tiên là chúng ta quán về khổ đế. Thứ hai là chúng ta sẽ quán về tập đế, là nguyên nhân dẫn đến khổ này là gì? Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Là do tâm gì của mình? Bởi vì ái câu hữu với lại các cái cái hành động kia mà Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Như tâm chôn quán vừa chia sẻ đấy Thì nguyên nhân dẫn đến nó là gì? Đấy, là do tham ái, si mê, tả kiến, chấp ngã Xem nó thuộc về cái nào trong đó nhé Có thể là hai vợ chồng, mà dẫn đến cái việc như ngày hôm nay là do chúng ta chấp ngã bảo thủ cái ý kiến của mình. Bảo thủ cái bản ngã của mình không chịu tùy duyên trong sự việc hiện tại để lại có thể làm thay đổi. Các quý đạo hữu rõ chỗ này chứ ạ. Thế thì ở đây tâm chiếu hoàn quán nó cho các quý đạo hữu là quán về nguyên nhân của các khổ đó là gì? Trong các cái tâm tham ái và si mê, si mê thì tâm chiếu hoàn quán để ra là tà kiến chấp ngã. Nhá. Yeah. Si mê thì đề là tà kiến và chấp ngã Thuộc về si mê đấy Không rõ biết được mà yeah. Thứ nữa là quán diệt đế Là mình mong muốn lìa bỏ cái sự khổ này Diệt đế tức là mong muốn lìa bỏ cái sự khổ này Và mình mong muốn Mình đoạn được cái tâm gì của mình ở đây Các quý đạo hiểu rõ chưa ạ Vậy vì tập đế của nó Là tham ái Cho nên muốn từ bỏ được nó Phải từ bỏ hành động tham Các quý đạo hiểu rõ chưa ạ Hành động ái, hành động si mê chấp ngã nha yeah. Tài kiến chấp ngã của mình đi. Thế rồi đạo đế thì chúng ta sẽ tư duy giải quyết các vấn đề đó qua đoạn trừ tham ái chấp ngã qua các hình thức là thực hành bát chính đạo qua cách tư duy của thất thánh tài. Tín đối với Phật, đối với chính pháp, đối với tăng. Nên tín đối với tam bảo. Thứ hai là giới, thực hành giới. Thứ ba, thực hành thí. Thí tức là chúng ta có thể thực hành bố thí, bằng tiền của cúng dường, có thể bằng công sức, phận sự, công đức, khuyến hóa người khác tu tập. Tùy hỷ, các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Tám thát đấy gọi thuộc về thí. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Tài thí, lội thí, bố thí, vô ý mà. Đấy là thứ ba là thí, thứ tư là tam quý. Tam quý tức là mình phải phát tâm tu tập sám hối theo kinh sách và sám hối những cái việc hiện tại của mình, dễ dàng nhận ra lỗi của mình, dễ dàng rút kinh nghiệm, dễ dàng tiếp nhận sự chỉ lỗi của người khác, dễ dàng tiếp nhận cái sự thay đổi của chính mình, phải không? Đấy, thế gọi là tàm quý nha. Văn tức là nghe pháp nhiều thì mới hiểu được mà mới có định lực để mà từ bỏ được tham ái các quý đạo hữu đó, từ bỏ được chấp ngã chúng ta muốn từ bỏ được thì chúng ta phải tinh tấn mà muốn tinh tấn được phải nghe pháp không nghe pháp không tinh tấn được đâu có quý đạo hữu ạ Các quý đạo hữu thấy đúng không nghe pháp cho nên tinh tấn quyết định tinh tấn hôm nay nghe được cái này cái là mình về mình quyết định mình thay đổi không nghe được là sẽ không thay đổi đâu trên người ta gọi là nhờ nghe pháp được giải thoát mà nhờ nghe pháp mà mình tinh tấn tinh tấn sẽ giải thoát Các quý đạo hữu rõ chưa thì chúng ta giải thoát từng phần giải thoát ngay cái chỗ chấp trước, trước của mình đi đã phải không mà chúng ta giải thoát ngay cái chỗ mà do chúng ta không hiểu biết chúng ta giác ngộ được ra thì gọi là giải thoát khỏi si mê tà kiến. Vì giải thoát si mê tà kiến cho nên chúng ta chặn đứng được những việc làm si mê tà kiến mà việc làm đó thì gây đến nhân quả rất lớn. Các kia đã hiểu rõ chưa ạ? Đó. Nghe pháp và chúng ta phải phát nguyện tu tập trí tuệ bằng cách thiền quán thiền định nhé. Gọi là bảy thứ tài sản. Đó là một quán của chúng ta tiếp theo và một quán cuối cùng phát nguyện luôn luôn tinh tấn theo bát chính đạo, tức là theo chính pháp ấy. Các quý đạo hiểu rõ chưa? Theo cái con đường trung đạo, không được cực đoan. Đây là các đề mục quán của chúng ta trong buổi ngồi thiền này. Thì tâm chiếu Hoàn quán lấy cái nội dung chia sẻ này, đó là hiểu về con đường trung đạo. Chúng ta phải hiểu về con đường trung đạo chúng ta mới đi trên con đường trung đạo được. Phải không các quý đạo hữu? Và đây cũng là bài pháp đầu tiên mà Đức Phật chuyển đến cho chúng sinh đấy các quý đạo hữu rõ chưa ạ thế là bài pháp về tứ diệu đế đó là công cuộc chuyển pháp luân đầu tiên của đức phật và chúng ta sẽ dừng lại à, sự chia sẻ ở đây còn một phần lửa bài kinh nữa thì chúng ta sẽ chia sẻ vào buổi sau và tu tập trong buổi sau chúc các quý đạo hữu có một buổi thiền tập à, thật là nhiều lợi ích và các quý đạo hữu lên từ từ từng mục một, một nếu chúng ta không hoàn thành được hết cả năm cái đề mục quán này hoặc là bốn cái đề mục quán này thì chúng ta được phần nào tốt phần đó nhớ đọc đi đọc lại các đề mục quán nếu không có cái trí quán rồi thì cứ đọc đi đọc lại rồi cũng hiểu các quý đạo hữu rõ chưa cũng thâm nhập được vào nhé thì chúc các quý đạo hữu tinh tấn và được nhiều lợi ích trong buổi thiền tập nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni Thank you.